Chào các bạn nhé. Trước màn hình là chiếc VA 110 này. Chiếc xe này đang bị mắc cái bệnh là vào số được nhưng mà hơi dai. Thứ nhất là hơi dai, thứ hai là vào số xong đi ga lên là nó không có cảm giác, nó không có tải. Nó bị trượt các bạn nhé. Sau đây mình sẽ quay chi tiết và hướng dẫn cho các bạn chỉnh chiếc xe này để cho nó trở lại trạng thái bình thường các bạn nhé. Thì đây là chiếc máy Way 110. Nguyên nhân chiếc xe này nó bị trượt khi vào số tải là không tải được. Có nghĩa là đi một mình lên dốc là xe cảm tưởng như là nó không lên được, nó yếu nhá. Lý do tại sao thì đây. Cái vấn đề đầu tiên hướng dẫn cho anh em này, tôi hướng dẫn thôi nhá. Hướng dẫn cho các bạn chỉnh cái con ốc ở bên lốc côn. Lốc bên này là lốc côn này. Con ốc này là ốc cà lê 14 và cái giữa này nó là cái hai cạnh nhá. Thì các bạn chỉnh. Trước hết các bạn phải lấy cà lê 14, các bạn lấy con ốc này ra. Đúng chưa ạ? Sau đó một cái tua vít bẹt hai cạnh anh em nhé. Tua vít bẹt hai cạnh để làm gì? Để các bạn xoáy cái này thôi. Cái này nó hơi vướng cái bảo vệ của cái để chân một chút. Thì hướng dẫn cho các bạn chỉnh lại một lần nữa này. Trong kênh của tôi có video hướng dẫn cho các bạn chỉnh côn rồi, hôm nay hướng dẫn lại cho anh em nhé. Và trên chính chiếc xe của khách mang đến luôn, tôi làm xe của khách, tôi không làm xe minh họa anh em nhé. Để chỉnh được cho nó ok thì trước hết các bạn phải nới con ốc này ra này. Đấy, thứ nhất là nới con ốc ra. Thứ hai là các bạn lấy hết cái ti trong này ra. Cái con bên trong này. Đúng chưa? Cái con bên trong này anh em nhé. Đây tôi còn xoáy còn không được này. Tôi lấy con ngoài ra rồi, anh em thấy chưa? Bây giờ tôi xoáy con trong còn chưa được này, đang mắc cái gì đó. Thì có nghĩa là đấy, không lấy được. Thì đây các bạn ý, tôi hướng dẫn cho các bạn chỉnh của cái dòng Honda phổ thông anh em nhá. Cái ti bên trong này, cái con ốc này thì tôi không nói, là xoáy ra rồi này. Đấy, xoáy ra rồi này. Cái ti bên trong này các bạn hiện tại bây giờ tôi đang xoáy vào nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu xoáy vào thì nó không có gì cả, xoáy hết vào kịch chưa, không có gì đúng không, xoáy vào. Bây giờ hướng dẫn cho các bạn này, các bạn xoáy ra hết cỡ, xoáy ngược kim đồng hồ ra nhá. Đấy, đúng chưa ạ? Sau đó các bạn lại xoáy vào tầm nửa vòng ở cái ti trong này nhá anh em nhá, không phải nửa vòng bên ngoài đâu, nửa vòng. Ví dụ như đây xoáy như này thì là nó ở nửa vòng đúng không ạ? Sau đó các bạn giữ nguyên nửa vòng này, xoáy con ngoài này vào, xoáy con ngoài thật chặt vào và các bạn sang thử số. Các bạn hiểu chưa ạ? Hiểu ý chưa ạ? Đây là chỉnh côn. Cái nếu tùy xe nhá, các bạn để ý này, tùy xe thôi. Có xe thì đây tôi xoáy ra hết rồi các bạn. Có những xe để xoáy hết rồi nhé, có những xe cái lá côn nó vẫn còn dày, cái lò xo nó vẫn còn căng còn đẹp thì các bạn chỉ cần xoáy vào lửa vòng này thì côn số đã đậu quá ok rồi, cắt ngọn lành luôn nhá anh em nhá. Nhưng có những xe nó mòn hơn một chút, lò xo nó trùng hơn một chút, các bạn phải xoáy thêm một chút nữa, xoáy một nửa của lửa vòng thì nó là ngang như thế này. Anh em hiểu chưa ạ? Đấy. Đấy là kỹ thuật chỉnh côn nha các bạn nhá. Các bạn cứ làm theo như thế này, đảm bảo với các bạn chuẩn 100%, không bao giờ sai anh em nhá. Tôi đã va rất nhiều rồi. Đấy, như chiếc xe này, hứa với các bạn luôn, tôi chỉnh ra hết. Như để tôi chỉnh trên xe này nhá. Xe này là đang là vào số nó bị trượt, có nghĩa là
các bạn chỉnh côn để các bạn để nó lỏng quá. Các bạn hiểu hiểu ý tôi nói không? Để lỏng quá bây giờ mình phải ghim nó thêm vào thì nó mới chạy được. Để lỏng quá vào xuống vẫn còn đường nó hơi dai và nó không có độ bám. Bây giờ mình chỉnh để cho nó có độ bám. Các bạn hiểu chưa? Chỉnh để cho nó cái lò xo tì bên trong nó có nó có viên Barbie tì bên trong nó căng lên thì côn nó sẽ bám, được chưa? Đấy, như xe này tôi chỉnh như này được. Đây tôi xoáy vào hết rồi nhá. À, xin lỗi các bạn, xoáy ra hết. Để xoáy ra hết đi. Lại này, tôi xoáy ra hết đi. Đấy, xoáy ra hết được chưa? Và tôi chỉ cần xoáy vào tầm độ, riêng chiếc xe này tôi chỉ cần xoáy vào nửa vòng như thế này và siết con ngoài này vào. Hứa với các bạn là ok luôn các bạn nhá. Đấy, cái trường hợp hôm nay nó là như vậy, tôi hướng dẫn cho các bạn như vậy thôi, còn trong kênh đã có video hướng dẫn các bạn chỉnh rồi nha các bạn nhá. Clip hôm nay là hướng dẫn cho các bạn rất là đơn giản chỉnh côn xe máy Wayzimway Honda phổ thông các bạn nhé. Bạn nào có gì chưa hiểu thì vào bình luận bên dưới, mình rảnh rỗi sẽ trả lời cho các bạn sau các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.